Em hãy từ từ để anh máy thử lại cam được không? À thôi, bỏ đi, tôi không cần máy. Em để anh lên đằng trước. Từ để anh đi đằng trước. Ngồi em này chút đi. Đi. Ôi, gặp cái kẹp motor đấy chị ạ. Biết được. Ui ôi. Ai biết được, tao làm nó chả say thế, nó chả cầm thế. Chị điều chỉnh cái này à. Đây xuống trái phải nó cho đúng ý của mình, đúng ý mình. Lúc nãy là như bị kẹp motor đấy. Đây cầm như này, cầm như này thì chị điều chỉnh lên xuống trái phải cho phụ ra được mà, thế này luôn à? Ừ, điều chỉnh ở cái joystick này, điều chỉnh theo ý thích của mình thôi. Đau chân này. Cứ thử nghe làm vậy đâu, các chỉnh sửa giúp vợ đi, thử nghe lại chỉnh máy á. Chịu hơi tránh nha, chịu hơi tránh nha. Có đi, có đi, chịu hơi ra đi, có đi. Ok. Rồi.
Ôi, bối cảnh đẹp quá. Nhìn. Rất đẹp. Ê, ui. Ok. Chị Linh là chị gì à? Chị Lệ. Chị Lệ. Chị Lệ. Chị Lệ. Chị Lệ. Chị Lệ. Nà đã cá rồi cô ơi. Nà đã cô sư. Nhiều. Ấy. Đúng rồi. À, đúng rồi, tấm lòng tấm lòng tấm mà, tấm lòng này. Tấm lòng hay là giặc. Tấm. Bạn chỉ hỏi riêng là có một cô hầu. Chú 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 uống càng hết càng nhiều càng tốt. Lão ta mày chia nhiều lo. Đây là do hai thằng này quản lý. Chưa lo. Thế là nó sửa thằng kia. Chưa lo. Chạy đi chứ. Chạy đi. 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 Tao lên lần đầu 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 tao lên Đang cho à? Ôi. Này. Chú bà tụ lâu em một cháy là tụ khanh này bó. Tụ khanh bó. Bụi yêu như thế nào. Tụ nhân này tụi thầy cũng chạy. Thầy cũng chạy lắm. Đồ hát mình là mình dân. Mình xù.
Bây giờ được chưa? Bỏ tất cả đi. Ăn. Ăn rồi. Có phải là ăn đâu mà được ăn. Ấy được, đang ngon. Ok, nó không lo đâu mày ơi. Đang quay mà. Đang quay mà nó phát lưu mà yên tâm không hiểu, không sợ đâu. Thoải mái đi. Cô tư đi. Mình không chụp được bằng máy mình tí tiệp về phải chỉ cho chị. Yên tâm đi. Ăn đi. Vâng.
Lần này đã ăn được rồi đấy. Lần này đã ăn được. Chấm chấm muối, chấm muối. Ăn lên. Ăn lên. Em ăn miếng xương xương thôi. Xương á. Chị yên tâm dùng tay bẻ thôi, nhưng mà vừa nãy tay rửa hết rồi. Có. Chị ăn mà. Đây miếng này chị. Em ăn miếng xương đấy thôi. Một tém bốn là nó, tém bốn à. Nó tém bốn à. Nó tém bốn à. Ăn nó luôn. Ăn này là cũng nó thịt tè luôn. Cũng nó thịt tè mà. Nó tông thịt tè với gì luôn. Giống cần nữa, nó sẽ ổn định nó thịt tè nó. Để bên này. Đuôi nè. Đuôi nè. Chọn. Đó là đuôi của nó thịt như vô. Rèn đè lỏ. Chọn rõ hơn. Bạn chảo rồi. Rồi vô. Nó là đồn nào đó. Là tên bố đó. À, tổ mình sẽ không chén nào. À, tổ mình sẽ không chén nào đây nữa. Mình cho sắp tỏ. Em ăn xong một đấy, cái này bỏ đi à? Vứt đi. Cái cào nữa, toàn là chấm chấm muối. Đấy, mà dừng chế nào. Đấy. Bây giờ bắt đầu kể hành đi, chắc còn con đi. Đúng rồi. Cái cào có nghĩa gì? Nếu hiểu rõ cái giải thích về cái cào. Nào, nào. Chim sau mình phải dừng giữa đường để ăn đúng. À, cái này từ thời ông ta không bao nhiêu đời nay này bước bộ, thì người ta phải ăn. Từ ngày xưa các cụ hay lấy vợ xa đi bộ ấy. Đúng rồi. Trở thành cái thói quen rồi. Ờ, ngày xưa là sao người ta bước bộ không có xe. Nhưng không, cái đường ngày xưa mà không đường đẹp nha thì đúng là vất vả thật. Vất vả thật. Sao? Làm một miếng thịt gà đấy thế nào nhỉ? Làm miếng gà đấy, đấy. Nó, để lo chứ, để nó chết á. Nó nữa. Ăn con này mấy. Ủa nế mà, sổ xeo nế mà. Còn bác tải liền. Trong này, bác con. Bác
Đây, bên này nữa. Bên này nữa. Ông con để mà. Không, có hai con trong này với riêng luôn. Để về nhà. Ăn con đây. Còn đây mà. Đây này vẫn thả mà. Sau một ngày đi trải nghiệm rất là vui vẻ mà. Mặc dù mệt nhưng mà thật sự là rất là ý nghĩa. Quá ý nghĩa luôn. Ngày xưa mình đã từng đi làm quang lang nhưng mà lúc kia đi đón dâu về hồi lúc kia không đủ tự tin để mà ăn cơm gà. Bố mẹ cho ăn còng. Hôm nay quang lang cho ăn còng. Ăn còng gà đi. Đấy, ăn còng gà. Úi giời ơi. Cả cuộc đời này chỉ được ăn còng. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn quang lang rất nhiều. Rồi, quang lang ăn đi. Nha, xin mời mọi người nha. Nó thật ra thịt gà thì ăn rất nhiều nhưng mà ăn ở nhà quán thì cũng thấy ngon bằng này đâu nhỉ? Ăn dọc đường rồi, hôm nay ăn ở đây rất tuyệt vời. Tuyệt vời ngon. Hãy vui thôi chứ. Miếng da, miếng cồng gà chúng ta. Ở nhà thì ngày xưa thì không có cồng gà ăn đâu nhưng mà hôm nay đến đây mình ăn cồng gà. Ăn rất là to luôn. Ngon đấy. Rồi, ok. Vậy chi à mày? Không nữa đâu. Ăn lên rồi lúc về. Cơm rồi, ăn tiếp. Em ơi. Chia em miếng. Em ơi về đây. Mình ăn nào. Đây, ăn hết đi. Đấy, ăn đi, giúp ăn đi. Giúp ăn. Tình cảm. Đây. Ngon mà. Đấy. Ăn hết rồi. Mấy tuổi rồi. Ăn miếng to nào, ăn nhỏ nên khi nào mà hết cái cồng gà này. Anh ăn đi. Ăn đi. Cháy mang đi chấm đi. Ăn cồng gà thì là ngon nhỉ. Có da đâu, đây được rồi. Ngon quá ngon. Ngon. Ăn đi. Cậu à, cắt xế. Cắt đi. Không cần chấm cũng ngon rồi. Không cần chấm cũng ngon. Con ăn cái ngon. Tao chưa sơn tao nhất là cái này mà chưa mà không được ăn nữa là càng ngon. Tầm giờ chưa mà đội này đội bảo tàng mà chưa đã ăn thì giờ này mới ngon. Cứ ạ các bạn. Nó ngủ rượu vào. Cái lúc mà 10 giờ về ấy nhỉ. Ai ngon. Được rồi à, cuộc đời ăn. Ta thắng xong là phải xuất miệng cơ. Thấp mà bây giờ lên xuống chai hai lít nước mặn rất khoát rồi đó, chỉ các điều chỉnh thôi lúc nãy chị cứ tưởng xuống chai phải nó chỉ là do sức để điều khiển chai phải có linh chúa là vậy. Giúp nào. Đừng có thờ ơ với đồng nghiệp thế nhá. Đừng có thờ ơ với đồng nghiệp thế này. Giúp cái gì cũng khó nhưng mà anh mày. Anh nói thật ra thì anh không biết mức độ ở tệ. Cái này mình uống vào là mình không chối được. Xong là cứ cửa cháy không ấy. Cửa cái này sao đấy, toàn ra ngoài hết rồi này. Phí quá. Ngon quá. Đó này, cái trên là bên này xuống rồi. Gà thì gà xé, rượu ngon. Này, ăn đi. Rồi, cái gì đây? Đứa này nhanh rồi. Ăn. Đi xuống đây vậy. Đây còn một nửa nhiều này. Em ăn nửa nhiều đi. Anh còn mỗi cái này thôi. Đây à, cái này.
Người ta tình cảm thế này đấy. Anh nói thật chứ, chắc chồng em đã bón là chồng gà cho em thế này phải không? Này chú ơi, này nó có tiện lợi chân này nên cắm này nha, mình đỡ mất công. Đấy anh Hải, anh cũng cắm sắm một cái tay cầm ấy. Nhưng mà anh cắm mà. Mình có cắm này nha, mình mất công. Nhưng mà hôm nay anh cầm đi. Hôm nay anh bảo là anh cầm nhiều máy quá, cũng có người quay giúp mình. Đấy. Mình cứ tận dụng nhân lực có sẵn ở địa phương. Họ cho thanh niên quay. Đang cuộc đời. Ăn. Em ơi. Bà con gà hôm mặt. Mẹ ơi. Anh cũng đã không phép nhưng mà kiểu này. Ờ đúng đoàn mình làm kiểu anh đi. Ờ đoàn mình làm kiểu anh đi. Đoàn mình làm kiểu anh đi. Mọi người xếp hàng vào đi. Ở đây đâu, vào xếp hàng vào đi. Không biết tất cả mỗi điều giấy gì. Một kỷ niệm nhớ máy lắm. Rồi làm kiểu anh đi. Ok, triển lắm nhé, triển lắm. Vâng. Triển lắm. Ờ, có phải có ăn cái công đi. Không có, ông trực với công. Ờ, đây. Ơi, nhà mày ăn trước. Để ở đây hay mai á. Đây. Lâu cái này. Lâu đi. Ơ, kiểm tra tự động không? Ý, để rồi, còn lại có chỗ để. Ở đây này. Cái 10 giây là ok mà. Ờ, được ngay. Để cho xe của... Đây thôi, để được. Phù rẻ. Để cho xe anh à? Đứng với nhau đi. Để cho đứng với nhau đi. À, đứng với nhau. Em đứng ở bên này đi. Không, em là... Như nào? Em lại ra bên này đi. Ngồi cạnh em. Đây. Anh đi cô đâu thế này cơ. Cô này xe này rồi. Xe này ra. Không là chỗ kia là lúc mẹ không đến mà đâu. Người ta bảo là cầm tay thế em có cầm anh không? Em cơ. Thế anh sẽ cầm em. Cầm tay. Người ta nhỏ đẹp đấy. Ok mọi người sắp xếp chỗ đây để em một chỗ nhá. Để em một chỗ. Bây giờ chỗ em đứng ở đâu thì em ngắm em không đứng đi. Anh ngắm đi em xem đứng đâu được. Đứng cho này nó cứ đứng đi. Đứng vào cái chỗ nhà bếp ấy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Thế bây giờ. Ok. Ok, chưa nhắm mắt rồi. Ok, bác có xuống. Nhắm mắt không? Đẹp mà, đẹp mà, không sao đâu. Hả? Mấy đẹp là? Bỏ đâu? Bỏ nhắm mắt rồi. Đó, đi à. Xoay chưa? Biết rồi. Bây giờ.
Cầm dọc cầm này cầm lấy này lù ơi quả như lên trời luôn lù ơi à từ nay công lên lù ơi lù chúa ơ tao tôi chết tiêu ơi tao thế là thế là tiêu ơi xảy ra tiêu ơi à từ chung cổ
Si Chana ini. Cái bát đấy à? Là buồn rồi. Chị tránh ra để giao cái. Chụp đi. Là mỗi lần tỉ ra cao luôn các sản chủ trại cái đâu đấy cái bát này nó cái bát này là cái gì đẹp quá đây mà thấy không thấy không nấu xuống khác cả này hai đùi về một lúc này mà hết đấy không em bảo thịt gà hết rồi hết gì còn một bên chưa hết không hết bên nhà hai cái ba bốn cái xương sườn lợn kia đâu hết ba cái lợn xương lên kéo kim kéo bé cái lên đây nhân được cao đau hết cả chân rồi, các cái ngón chân đau hết. Cái tôi phải lấy cái gì đâu? Treo ở xe ở ngoài. Vâng, tôi không lấy thì anh còn có mặt có lấy nữa.
Thế lại còn cái gì nữa? Chỉ đá
Hết pin có nghĩa là hết nội dung rồi. Chắc là như vậy à? Chỉ là biết chứ à? Chỉ là biết mà bằng cái đó này. À, gã chủ băng, băng gã với. Biết. Gạo sổ băng hóa. Ờ, chất nhiệm đó. Như hải giác này, mình phải biết được. Mấy tu là mấy nhau. Mua thầy. Là cốt trà. Mua đeo khảo quả lệnh nhau, nào. Mua không à? Cái này em lại ơi, em ơi chụp chung đi. Bây giờ là mấy khi được hết chụp chương trình. Khi nào không còn gì được. Bác sĩ ơi, chỉ là chụp ảnh thôi. Mẹ ơi. Không còn gì được. Đây là còn muốn là anh chưa được ngồi với em chụp ảnh nữa đâu. Tất cả là như hết. Bởi vì anh uống 2-3 triệu anh hơi mệt. Bởi vì 2-3 triệu. Anh ơi. Anh, người yêu ta cái yêu chỉ công lẽ cái thửa bây giờ à đây, ở đây, anh, xếp cho đứng, đợi chút, chị cầm cho em, cầm cho em để em lấy cái gì mà anh, đó cầm rồi nhé. Ngồi có hàng ngay. Cái này là chín tê.
thế. Ngồi đi. Tụi mày có lò nữa, tụi mày có lò gì đấy. Tụi mày có lò rồi. Ngồi đi. Qua lăng này mày ngồi đi. Mày ăn được cầm như thế nào? Nó kém là đi chợ nó có cái gì nữa con đấy. Mọi người mua cái nhiều kính của mẹ của cháu nhá. Mọi người ông của mẹ của ảnh của em nhá. Một hai ba. Một hai ba cười lên nào. Chú ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên. Giờ nó. Bạn nha. 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 Bạn Trang phục người Mông rất là đẹp này, rất là xinh. Chị này rất là xinh, không biết có chồng chưa? Con gái à? Em gái của... Chú gì à? À, em sinh năm bao nhiêu? À, chưa gia đình đúng không? Có rồi. À, có rồi. À, rồi rồi, nhìn nhìn. À, rồi rồi. Con trẻ. Chú nào? Tây nào? Nó mới sáng, nó mới rõ nét. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bò. Ngã đó, chị Linh à. Chị Linh đi theo chị Linh. Con nó về đây bố đưa đi. Tư. Này cứ tự tử đó. Cứ tự tử. Rồi ai rồi sẽ được chụp mà. Giờ đừng chụp anh nhiều quá nhá. Các em phải hiểu rằng các em phải hiểu rằng anh quá đẹp trai. Đấy, chắc con này một chụp hủ hết rồi. Bye ba. Mười sáu, mười bảy, mười tám, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chụp cái này nữa à? Anh xuống cầm giúp tôi, tự quay luôn. Anh chỉ cầm thôi. Nhìn cháu nhá, 1, 2, 3. Rồi, Tóm hết cả chân.